À, hôm nay chủ nhật mình sẽ được về quê. Hôm nay đi đi về quê nghỉ ngơi ngày chủ nhật cho nên mình tranh thủ đi quay bài viên Vĩnh Thanh và cả khu là trục đường xung quanh Vĩnh Thanh. Sau đây mọi người sẽ cùng mình đi khám phá Vĩnh Thanh của mình nhá. Hiện giờ thì ở Vĩnh Thanh mình thì cơ sở hạ tầng về các về các đường đang mở rộng rất nhiều, đặc biệt là các dự án khu nghỉ dưỡng mở ra cũng rất nhiều nha mọi người. Và sau đây mình sẽ anh Tiên sẽ đi quay máy đây mình nha. Đây là khu biển Vĩnh Thanh mình này. Đó, kiểu đây đi cây cối nhiều lắm. Nên người ta giải tỏa đi làm các dự án du lịch. Đó. Vào mùa hè thì khách về đây rất nhiều nha mọi người. Mọi người từ thành phố Huế rồi chạy về Vĩnh Thanh, về Vĩnh Thanh hoặc về Vĩnh Thanh nhá. Tiếp theo là có cảng ghé để người ta đi biển. Có đi biển là đi bằng cảng ghé đó, biển Vĩnh Thanh đang bảo cho nên cảng ghé đi chơi hoạt động trở lại. Tiếp theo là có người câu cá, đi xuống người có câu cá đó. Đi. Ôi sao đây mình có xe cầu ui. Nhiều. Cá thả lái sao á? Cá thả lái rồi. Cá này là cá chi đó? Cá này là cá. Cá quên này, cá đi ở rau anh ơi. Cá gì quên này? Cá gì cá lẹp nữa. Cá lẹp hả? Cá lẹp. Môi. À, rồi đây đây. Môi khẩu là cục con tôm hả? Có bằng tôm. Mọi người nhìn mấy anh em câu rất nhiều cá nhá. Ôi như là cá loa ghế này. Đó có bài biển đó. Anh em đang câu này. Đây là khu vực bài biển Vĩnh Thanh. Mấy ngày mới dọn đi thì người ta đi không đi sương được. Ôi được cả ong đi. Có cả ong. Có ong không? Mấy câu nó có sống luôn. Cá đang có sống nha mọi người. Bắt bằng linh con đi. Đó, cá ong quái lò luôn này. Đó, bờ biển đấy nhá. Quay quái ghê. Quay trả lại. Có cái con gì? Con gì này? Tú tú à? Con gì gì không? À, đi gì. Bắt hai bên đấy. Đây, đây là con ri rìm rầm ở biển mất này. Đó, con này mà mình đấm ra thì nấu cắn rau được thì rất ngon ấy. Ngọt quá ngon luôn, con này. Rất tuyệt vời. Đây là đặc sản. Đây là một bản đi câu á. Em mà chạy đi đâu đấy. Ui, ghê ghê. Sẽ về xem ghê xe của mọi người đi có cỏ ra đi phải được lại không để chúng ta trả bạc. Lâu rồi mình phải lại về khởi biển Vĩnh Thanh nha mọi người. Lâu rồi cảm giác
bắc ra biển kia thì quá tuyệt vời. Và lâu rồi không được về nhà do dịch Covid ở lại Đà Nẵng, hôm nay phải được về. Không ngắt bàn nhà với nhau. Ok. Đó. Ở đây thì đang được tập tống ngoài trên bà liền. Gió sọc và tóc quả họ không đi quay được. Ghe đấy to nhỉ? Tên sáng phải sáng thì người nhiều đó đi về phải chủ tính nha, con to to làm gì. Sáng cô đi bố mới đúc đúc phong nó buồn đẹp lắm nhỉ, tối vô đó đây là đã sáng hô ở biển nha mọi người. Đây ở đây mình vào đúc phong non bộ thì rất đẹp. Ở bãi biển này thì có rất nhiều đồ tất vàng như nhiều lắm. Nói chung mỗi lần mình đi biển là mình sẽ lừa những cái ốc hay là những đá sang hô rồi mình đem vào mình làm cắt nhá. Đây đây vỏ ốc này. Vỏ ốc đâu? Đây đây là vỏ ốc. Vỏ ốc ở bãi biển. Đó, vỏ ốc này mình đúc lại với nhau thì sẽ thành hình khối rất đẹp trên bãi biển nha. Đó. Ok, đúng có ốc to đó. Chắc chưa có. Ui, chơi nặng đẹp, quay đẹp. Quay đẹp lắm. Việc gọi đi ghé mua dặn lại việc bỏ cả.